Khói ren rất là đẹp. Khói ren ha, trên đây là vải vô nha, caro ha. Dưới đây cũng là vải vô luôn, màu đen. Form đó là form xòe nha. Form xòe ha, do mình 50kg thì mặt nó bị dư nhiều. Mấy bạn từ 70 tới 80kg mặt mình cạo form lên sẽ rất là đẹp luôn nha. Ở đây có dây kéo ha, nằm đấy đây có dây kéo. Đây là tay loe nè, hàng cũng trúng biết sai luôn nha, bắt tay cũng được rồi. Rất là to luôn nha. Được 1,5m thì mặt nó phủ gói ha, cho nên mấy bạn 16-65 mặt nó căng lên nha, sợ bị ngắn ha. Hàng là hàng vải đẹp, hàng cao cấp, form đó là form chuẩn luôn, cho nên các bạn mua hàng yên tâm nha. À, cái này là form dày.